là nó cũng bị kiểu lỗ chân lông. Đấy là chưa có đi lên mấy chục hả? Chưa đi lần nào. Chưa đi ở đâu. Bạn xin. Vâng thôi, chắc là phòng bán hàng nó biết cái nào được. Chắc một đó em khả năng của em tới rồi thì không biết. Cũng vô lắm hả chị? Không, mình đã rửa cho rồi. Quá trình lấy rồi đúng không? Ừ. Lấy họ đừng hòa hòa quá cho chị đó. Còn em vô đây nha. Chị thôi em hỏi chị Trang nghe. Nhắm nổi hả? Rồi thiếu người gọi đó. Rồi kêu Phương nè. Phương kìa. Điện thoại thì chắc đủ. Đúng không? Điện thoại hỏi chị Trang, điện hỏi chị Trang mới nghe điện thoại. Còn một tiếng một cái nữa. Phương dùng cái gì ta? 12. Dạ thưa Phương quay cho Hằng đi. Không cái Phương còn ai cho chị con đi. Chị sợ ngoài Hằng nó khớp. Nhưng mà không có điện thoại nữa. Không chị Phương. Phương 12 mà. Cô Hậu rồi, chị chờ chị làm cô Hậu đâu đó mà. Dạ. Bình thường là toàn của ai? Của Hiền chị. À, con Thúy kìa, lấy điện thoại con Thúy. Rồi bắn hoàn được. Xuống lấy con Thúy đó. Lấy máy Thúy với Hậu luôn đúng không? Ừ. Nghe sao khó để chị làm bán xong rồi em đi chung bán luôn hả? Cái nước rùa này xem đã. Không thì để về hai đứa đi chung mà bán đặng ít chắc vậy. Đừng móc, không có đây đâu. À, chị Trang, chị Ly lấy. Ừ. Cái hồi nãy ngon thì Thank you.
Đang đó không? Không khó hoài quá hả không? Hồi nãy quay cái đầu ngon quá trời. Cái này hơi hơi nhỏ. Hồi nãy cái mô nó nói ra đã gì sợ. Hôm nay trời 21. Đậu luôn, tắt đi cho nó đậu đi. Dạ.